Hello mọi người, lại là Thanh đây. Thì hôm nay Thanh sẽ có một cái review nho nhỏ ngắn ngắn về một cái sản phẩm mà sản phẩm này không có xa lạ với mọi người, chỉ có cái xa lạ là cái hộp thôi mọi người. Kiểu là hồi đó giờ Thanh nhớ là Thanh review những cái hãng khác rất là nhiều rồi, nhưng mà Thanh lại bỏ quên cái em Senovit này qua một bên. Thì Thanh tính là review cái multivitamin của em Senovit này, nhưng mà hiện tại thì nó hết trơn hàng rồi, Thanh không có hết hàng, không còn ở đây nữa. Thì Thanh đành bóc cái MC của Senovit đi mọi người ha. MC của Senovit này á, thì hổm ra cũng đang được khách Thanh, nhà Thanh rất là chuộng luôn. Thì thường mọi người hay mua cái viên C là viên của HTK đó, thì cái lọ nó tới tận 500 viên lận, thì nó hơi nhiều, nó hơi to to tổ bố. Thanh không sắp lên đây rồi, kệ đi, Thanh nói cái này thôi. Thì cái lọ này của Senovit á, thì nó chỉ có 300 viên thôi, thì xài á nó mau hết hơn, nó thích hơn. Đó, thì cái nói chung là giá cả của tụi nó thì cũng xem nhau thôi mọi người, và công dụng của cả hai hãng thì cái tác dụng của hai hãng nó cũng tốt ngang nhau. Cái hàm lượng thì đương nhiên là chắc chắn là ngang nhau rồi, đều là 500 mg trên một viên. Thì cái viên vitamin C này thì người lớn dùng 2 viên mỗi ngày, và trẻ em từ 7 tới 12 tuổi thì mỗi ngày dùng 1 viên. Còn nếu trẻ em nhỏ hơn thì mình nên sử dụng những cái loại bổ sung vitamin cho trẻ em riêng, chứ đừng nên mà trẻ em mà nhỏ quá mà mình vẫn cho sử dụng luôn của người lớn, thì cái hàm lượng nó hơi cao nha mọi người nha. Thì Thanh nói qua về sơ về cái vị của cái loại này đi. Thì cái viên này á, thì cái viên của nó thì nó to hơn cái viên của HTK một xíu thôi mọi người, chứ không bao nhiêu. Nhưng mà Thanh theo như cảm nhận riêng của Thanh đó, thì Thanh thấy là nó chua hơn cái HTK. Chua. Cái HTK kiểu là nó chua 9 phần, thì cái anh này nó chua 10 phần vậy đó. Là nó chua hơn một chút xíu xíu xíu, nhưng mà thế là Thanh cảm nhận nó chua như vậy thôi, chứ một số người ăn vẫn thấy nó rất ngon ngon. Nhưng mà Thanh thấy là một cái sản phẩm mà không đường, không có bỏ đường nữa, không có làm ngọt quá đó, thì vitamin C mà thì đương nhiên nó phải có chất chua thôi, nó phải có cái vị chua thôi. Thì những người mà nên sử dụng vitamin C á, thì những người là có nguy cơ thiếu vitamin C, ăn uống thiếu cái chất C rất là nhiều. Chất C thì có trong, như là không phải chỉ mỗi trong cam quýt đâu mọi người, chất C có nhiều nhất giống như là ở trong ớt chuông rồi nữa. Thì nếu những người mà ăn cái phần mà rau củ rồi á nó bị kém á, thì mình nên bổ sung thêm chất C. Hoặc là những bạn mà đang sử dụng collagen muốn trắng da rồi á, thì mình nên cũng nên kết hợp chung với lại vitamin C để mà giúp cho cái da mình nó mau trắng hơn. Và những cái nốt mụn, mà những cái vết thâm mụn trên da mình á, hết mụn rồi nó còn thâm á, thì khi sử dụng vitamin C á, thì nó làm cho cái vết đó nó mau sáng da hơn, nó mau đều màu da lại, cái da mình nó sẽ mau đều màu da lại. Thì là khi lúc đó mình sẽ sử dụng cái vitamin C. Thì cái vitamin C này của Senovit là nó được sản xuất tại Úc luôn nha mọi người. Đây. Cái thông tin ở phía sau. Thì Senovit đó, nó là một cái hãng vitamin thực phẩm chức năng, cũng giống như HTK hay là Natureway, nó có rất nhiều các dòng. Thì bên Thanh thường là nhập về vitamin C nè, multivitamin là vitamin tổng hợp dành cho người trẻ, và vitamin tổng hợp dành cho người lớn tuổi nữa. Thì hôm nay cái vitamin tổng hợp đó nó không có sẵn đây, thì Thanh làm cái vitamin C giới thiệu mọi người. Cái hãng này cũng là một hãng rất tốt của Úc luôn. Thì đợt sau này Thanh sẽ cố gắng là ra thêm nhiều clip về Senovit nữa cho mọi người, để mọi người mà hôm nay không thích sử dụng Healthcare nữa, mình có thể đổi qua, không phải là mình đổi qua Natureway, không phải mình đổi qua Wegener như thường ngày nữa, mà hôm nay mình sẽ đổi Senovit, những hãng rất tốt của Úc và có ở Chemist nè mọi người. Thì mọi người cần tư vấn thêm, cần hỏi gì thêm, hay là cần Thanh cần hỏi là cái này có thể sử dụng được như cái nào và không sử dụng được như cái nào, có thể nhắn thêm cho Thanh ở Zalo của Thanh là 0769845698. Còn hôm nay Thanh chỉ giới thiệu nhỏ nhỏ vậy thôi, tại vì vitamin C thì cái công dụng cũng có như vậy thôi, là rất tốt cho cơ thể của mình, giúp tăng đề kháng cho mình, chống lại, đặc biệt là chống lại cái mùa cảm cúm của mọi người, mùa mưa sắp tới rồi á. Thì Thanh nghĩ là mỗi gia đình nên có một lọ vitamin C, cả nhà cùng dùng, bé nhỏ quá thì dùng lọ khác, còn nếu bé từ 7 tuổi trở lên là mình có thể dùng nguyên một nhà, từ bé nè, ba mẹ anh chị ông bà có thể dùng chung với nhau để mà tăng sức khỏe, tăng đề kháng trong cái mùa dịch mọi người nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người khỏe mạnh.